Trận chiến thì đang đến cái hồi cực kỳ là gay cấn. Phạm Nhàn vã nhau với lão quỷ nhân. Và không hoãn sự sung sướng ấy, hay để anh em đợi lâu thêm nữa, hãy cùng Đảo Kinh Dị đến với phần 3 sau lũy tre làng, sát tần lệnh, tập 30, chương 141, thầy Long đã đến. Phạm Nhàn nghĩ rằng chỉ cần đám linh chủng lộ diện, kiểu gì thì kiểu cái tên pháp sư đứng trước mặt hắn sẽ cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Nhưng mà mọi việc lại diễn ra trái ngược với những gì hắn tưởng tượng. Lão quỷ nhân vẫn thản nhiên, ung dung, không để ý đến việc lão đang đứng trong vòng vây quân địch. Điệu bộ vô cùng tự nhiên, quan sát cái đám quỷ binh từng đứa một. Như thể là lão đang dạo chơi, chứ không phải sắp bắt đầu một trận chiến nữa. Đoạn lão mới hướng về phía thủ cấp của Phạm Nhàn, rồi chậm rãi cất lời. Phạm Nhàn à, Phạm Nhàn, ta trăm tính vạn tính muốn người bộc lộ kế sách mà người vẫn đang ẩn giấu. Rốt cuộc người lại để lão già ta thất vọng mất rồi. Lời vừa dứt, lão mới bèn quay lại phía cổng nhà, quát lớn. Đệ tử pháp môn Lê Thiên nghe lệnh, khởi trận. Rõ. Từ bốn hướng nhà lão bá, từng luồng ánh sáng hoàng kim bỗng phát ra, chiếu sáng cảnh vật nơi đây. Một cái âm hưởng trang nghiêm vang lên. A-di-đà-phật. Đám lính trùng vốn đang đứng im không nhúc nhích, nghe được cái tiếng niệm Phật hiệu, toàn thân bọn chúng ngay lập tức bị áp chế. Đứa nào đứa nấy cả thân hình run lẩy bẩy. Một lần nữa, bốn tấm ván khắc kinh thập nguyện cứu sinh, in ấn phù giải lại được khởi động. Xá lợi của sư tổ như trường lân giác lại được các vị pháp sư nhà Lê lắp vào vị trí cũ, khởi động trận pháp trấn áp lính trùng. Diễn biến sự việc khiến cho sắc mặt của Phạm Nhàn vô cùng xấu. Tuy là đã được con ngạ quỷ thông báo về việc chùa Hàm Long cho đám pháp sư nhà Lê này mượn Phật bảo rồi, nhưng mà không ngờ cái đám lừa chọc đấy lại dám cho lũ này mượn thật. Bọn chúng không sợ bất cố thần công phá nơi đấy hay sao? Phải biết rằng cái tên hung thần hắn cực kỳ mong chờ việc này. Hắn cũng đã từng tấn công ngôi chùa đó không phải lần đầu, mà đã rất nhiều lần rồi. Trong khi Phạm Nhàn đang chìm vào trong suy nghĩ, hắn đang cố tìm ra kế sách đối phó, thì một cái giọng nói đã vang lên, khiến hắn giật mình bừng tỉnh. Tên cẩu nô, ngày hôm nay không ai cứu được người đâu. Đừng có cố dãy dụa vô ích nữa, chuẩn bị đón nhận cái chết đi thôi. Có một điều kỳ lạ là giọng nói này không phải của lão quỷ nhân, mà là một người khác. Từ ngoài cổng, thân ảnh một người chậm rãi đi vào. Hình như lão quỷ nhân nhận ra là ai. Trên môi của lão nở ra một nụ cười. Còn riêng đối với Phạm Nhàn, hắn đang nghi ngờ, bởi hắn cảm thấy cái giọng nói này vô cùng quen tai. Đợi cho đến khi thân ảnh ấy xuất hiện ở trong sân, Phạm Nhàn mới biến sắc. Hắn không kìm được sự ngạc nhiên mà thốt lên. Trần Long, là cái tên tiểu tử nhà ngươi, ngươi vẫn còn sống cơ à? Phải, là ta, cái tên chó má nhà ngươi mong ta chết đến thế sao? Yên tâm, chưa đánh tan hồn phách của ngươi, ta chưa chết được. Thầy Long vừa đi vào trong đã tiến lại gần lão quỷ nhân, đứng song song với lão. Cả hai mặt đối mặt với Phạm Nhàn. Lão quỷ nhân miệng khẽ mấp máy. Run đất, cái lão rửa già Hàm Long tự. Biết lão muốn hỏi gì, thầy Long chỉ thở dài, buồn bã gật đầu. Tuy là tấm phù sinh tử mệnh trong tay lão đã hóa đỏ, nhưng mà lão vẫn không tin tưởng được điều này là thật. Hàm răng của lão cắn chặt, cả người run run. Không ai biết được rằng sư tổ nhà Trần, Trần Long và tổ sư nhà Lê, Lê Hoàng Minh, trụ trì chùa Hàm Long, cao tăng Nguyễn Mạnh, ba người thì vốn là tri kỷ, tâm giao, bạn bè vào sinh ra tử đã nhiều năm nay. Tuy là mỗi người mỗi thân phận khác nhau, nhưng mà không làm mờ nhạt đi giao tình của họ. Này ba mất một thì còn hai, hỏi sao bọn họ không đau thương cho được chứ? Thầy Long mới thở dài thêm lần nữa, vỗ vai lão quỷ nhân. Đoạn thầy cất lời.
lão cho cái đám đồ đệ thu lại pháp trận đi, đừng có phí phạm Phật lực của tổ sư như Trừng Lân Giác nữa. Vốn đang chìm vào bi thương, lời nói của thầy Long khiến lão kinh ngạc. Nhưng mà nhìn thấy ánh mắt trấn tĩnh của thầy Long, mặc dù không hiểu mô tê gì, nhưng lão vẫn chọn lựa tin tưởng thầy. Nếu mà thầy Long đã nói vậy, ắt là có lý do của nó. Lão quỷ nhân quát lớn: "Tộc Lê, thu trận!" Ánh sáng vàng rực vốn đang chiếu rọi nơi đây đột ngột biến mất, kể cả là cái tiếng tụng kinh cũng ngừng bặt. Mọi thứ lại quay trở về với bình thường. Đám linh trùng vốn đang bị áp chế lại được giải thoát. Bọn chúng mới dùng cái đôi mắt đỏ rực lập lòe trong đêm tối nhìn về phía thầy Long và lão quỷ nhân. Có vài thằng thì còn chậm rãi tiến về phía trước. Người ngạc nhiên ở đây không chỉ có mỗi lão quỷ nhân, ngoài ra còn có Phạm Nhan nữa. Hắn thì cũng chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện thế nào. Nhưng mà vừa thấy trận pháp biến mất, cái đám quỷ binh hoạt động lại được bình thường, hắn vô cùng vui mừng cười toe toét. Trong lòng thì nghĩ thầm: có lẽ cái đám pháp sư Đại Việt mắt cao hơn trán, nghĩ rằng dựa vào mấy cái tên rùi mũi kia có thể đánh được một trận với quỷ binh của Bất Cố Thần hay sao. Đúng là si tâm vọng tưởng mà. Chương 142: Trận chiến quyết định. Nụ cười thì mới nở trên môi Phạm Nhan chưa được bao lâu thì hắn đã phải thu lại bởi một câu nói của thầy Long. Nhận thấy đám linh trùng đang dục dịch muốn tấn công thầy và cả lão quỷ nhân, thầy mới dậm chân xuống đất 3 lần rồi hướng thẳng mặt mình lên trời quát lớn: "Bất Cố Thần, Đoàn Huyền Phát, thần trùng thời thần, bây giờ là xỉu, không phải giờ dần, người không tài nào xuất thế. Người nghĩ trong cái khoảng thời gian đó với pháp trận của sư tổ như Trừng Lân Giác ở đây, đám quỷ binh của các người sẽ còn được vẹn toàn hay sao? Còn không mau thu tay, hay nhà ngươi lại muốn lưỡng bại cầu thường vô ích? Phạm Nhan bây giờ hắn đã vô dụng đối với người, hắn chỉ là một cái con chó hoang, nhà nhà muốn đánh mà thôi." Từng câu từng chữ của thầy Long như cái lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim đen của Phạm Nhan. Bởi vì thầy nói quá chuẩn, hắn và tên hung thần kia chỉ là quan hệ lợi ích đôi bên. Hắn bắt mạng, chỉ điểm người cho thần trùng, đổi lại Bất Cố Thần sẽ giúp đỡ hắn khôi phục thực lực. Kể từ khi mà pháp sư nhà Lê và gia tộc Trần nhúng tay vào chuyện này, xem như hắn đã mất đi tác dụng. Hắn mới vội gầm lên rồi nhào tới tấn công thầy Long nhằm ngăn chặn phép thuật của thầy. Nhưng một cái thân ảnh đã chắn ngang trước mặt của hắn. Lão quỷ nhân miệng nhẩm quyết chú, một kiếm chém ngang, chặn đường của Phạm Nhan. Không dám đón đỡ, Phạm Nhan mới phải rút lui. Lúc này cái đám quỷ binh vốn đang dục dịch mới đột nhiên khựng lại. Một âm thanh như có như không vang lên trong không trung: "Lùi!" Đám linh trùng đứa nào đứa nấy đều chắp tay cúi đầu như đang nhận mệnh. Sau đó bọn chúng vẫn giữ nguyên tư thế, dần dần cái thân ảnh mờ nhạt đi, ẩn vào trong màn đêm. Đám linh trùng hóa thành một làn gió đen, quấn lên trên không trung, bay về phương xa. Nơi nào thì chẳng có ai mà hay biết. Cả một khu vườn ngập tràn thân ảnh của đám quỷ binh này đã trống vắng, không còn một mống nữa. Chỉ có sót lại đám lá cây vương đầy trên mặt đất. Lúc bấy giờ, khuôn mặt của Phạm Nhan tràn đầy căm tức. Mặc dù hắn đã lường trước được đám tượng cổ hung thần sẽ cháo trở rồi, nhưng cái điều mà hắn không ngờ là bọn chúng lại còn có thể vô sỉ đến vậy. Nói thối lui là thối lui, không cần một lời giải thích. Cái điều này thì chứng tỏ trong mắt Bất Cố Thần, hắn chẳng khác gì một cái quần chốt thí. Lúc bắt thỏ thì cần chó săn, khi thỏ hết, chó săn cũng tàn đời. Nhìn cái khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, biểu hiện vô cùng phong phú của Phạm Nhan mà lão quỷ nhân như mở cờ trong bụng. Rốt cuộc thì sau khi suốt đời đi phản bội quốc gia thì hắn cũng đã nếm trải cảm giác bị người khác phản bội. Thầy Long sau khi dùng phép thuật thông cáo cho thần chúng biết xong, thầy mới quay lại phía Phạm Nhan, gằn giọng nói rõ ràng rành mạch, từng câu từng chữ: "Ta nói rồi Phạm Nhan, ngày hôm nay không ai cứu được người đâu.
không một kẻ nào có thể cứu được người nữa. Giọng điệu của thầy chắc như đinh đóng cột, ngập tràn sự quyết tâm. Thật ra thì không cần thầy Long phải nói rõ điều này. Chính bản thân Phạm Nhan cũng tự hiểu bản thân mình đang lâm vào tình huống như thế nào. Hắn mới khẽ hít một hơi thật sâu, mắt nhắm chặt, sau đó mở ra. Lúc này khuôn mặt hắn đã quay trở về bình thường, trầm lặng như nước. Khi mà đôi bên hận thù nhau cao như trời, lớn như biển, mọi cái lời nói đều là vô nghĩa. Hắn mới cắn răng thốt ra ba từ: đánh một trận đi. Không hẹn trước, thầy Long và lão quỷ nhân quay sang nhìn nhau. Cả hai gật đầu, kiếm thì nắm chặt trong tay. Một thanh là Thuận Thiên Kiếm, thanh còn lại là Nhị Đại Kiếm Thánh. Một người đứng đầu Pháp Sư nhà Lê, người còn lại là thủ lĩnh của Pháp Sư tộc Trần. Bên kia thì là Phạm Nhan, một kẻ tài phép đầy mình, chém đầu này mọc đầu khác, đang lớn hóa nhỏ, một bán thần, có thể sánh ngang với lầy bẩy như cao biên dậy non. Hắn thì được người dân kinh sợ, có truyền thuyết dân gian của riêng mình. Rồi chẳng rõ ai là người ra tay trước, chỉ nghe một cái tiếng gầm vang vọng: giết! Lập tức đôi bên lao vào nhau, từng đòn thế, mọi phép thuật được tung ra. Chỉ nghe âm thanh ầm ầm liên tiếp vang lên, tiếng niệm chú, tiếng kiếm ma sát vào không khí xoẹt xoẹt. Màu sắc vàng hoàng kim xanh ra trời chớp sáng chớp tắt. Cả hai bên đánh đến đỏ cả mắt. Tuy là Phạm Nhan chỉ còn mỗi cái đầu, nhưng mà tài phép quán rất nhiều. Từ miệng quán liên tục nhảy ra đám cô hồn ngạ quỷ, chẳng rõ hắn câu thông được từ nơi đâu. Chỉ cần thầy Long và lão quỷ nhân đến gần là hắn lại gầm lên. Từng cái tràng âm phong sẽ đẩy hai người ra xa, không sao tiếp cận nữa. Có thể nói đánh với Phạm Nhan là một việc vô cùng khó chịu. Hắn không trực tiếp chiến đấu mà chỉ triệu hồi đám quỷ đói ra. Trong cái khoảng thời gian hai vị tổ sư giao chiến với đám tôm tép thì hắn sẽ bay lòng vòng quan sát. Chỉ cần hai người kia lộ ra đôi chút sơ hở, hắn sẽ dùng những cái đòn thâm hiểm để tấn công. Hắn chẳng khác là một con độc xà nằm im lìm ở trong bụi cỏ, chờ người ta lộ ra bắp chân, hắn sẽ lập tức nhào tới mà cắn ngay. Chương 143: Tiêu diệt quỷ thân. Lại đánh thêm một hồi nữa, chỉ thấy tần suất Phạm Nhan triệu hồi đám âm hồn ngày càng chậm đi. Có lẽ là cái số lượng cô hồn ngạ quỷ hắn cầu thông cũng có giới hạn thôi. Trái lại, thầy Long và lão quỷ nhân hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, càng đánh càng hăng, khiến cho Phạm Nhan cực kỳ khổ sở chống đỡ. Mà cái tình huống trên cũng có thể dễ dàng dự đoán được. Nói gì thì nói, bây giờ thực lực của Phạm Nhan rơi vào trạng thái yếu nhất, không được như ngày xưa khi hắn giao chiến với nhà Trần ở Hải Dương. Lúc đó toàn thân hắn còn nguyên vẹn, cơ thể còn chưa bị thánh hồn của Hưng Đạo Vương đả thương. Nhận thấy được Phạm Nhan bây giờ chẳng khác thì ngọn đèn đã cạn dầu, thầy Long mới liếc mắt nhìn về phía lão quỷ nhân. Lão hiểu ý, vận sức gầm lên: trên thuận ý trời, dưới hiểu muôn dân, lê thiên bí pháp táng vân. Đoạn lão mới phất tay sang ngang, từ trong tay áo của lão từng cái tấm phổ lục màu xanh ra trời lũ lượt bay ra thành đoàn, sau đó phát sáng dữ dội rồi nổ tung. Âm thanh ầm ầm vang lên làm chấn động cả một khoảng sân nhà. Lập tức cả đám cô hồn dã quỷ gần đấy bị hất tung, làm lộ ra một khoảng trống. Thầy Long thì chỉ chờ có vậy, nhanh như cắt, thân hình của thầy đã xuất hiện ở nơi đấy. Tay thầy bắt quyết, miệng thì hô lớn: vạn kiếp tổng bị bí pháp hóa long hóa. Một cái tiếng rồng ngâm vang lên, cả thân hình của thầy bỗng bùng cháy ngọn lửa hoàng kim. Như là đại bàng bắt thỏ, thầy bật tung lên cao, nhắm thẳng thủ cấp của Phạm Nhan, chém xuống một kiếm. Nhị đại kiếm thánh, thánh tổ thần uy, quỷ yêu thập phương, lùi xa vạn dặm. Giao chiến từ nãy đến giờ, Phạm Nhan đã như nỏ mạnh hết đà, làm sao có thể chống đỡ nữa. Hắn mới cố hét lên, dùng âm ba nhằm đẩy lùi thầy Long. Nhưng mà quả thật thầy Long hành động quá nhanh. Miệng hắn còn chưa kịp phát ra âm thanh,
mũi kiếm đã nện thẳng vào đầu. Một cái tiếng kêu thảm vang lên. Thủ cấp của Phạm Nhan trúng chiêu, chẳng khác nào một quả dừa, nện thẳng từ không trung xuống dưới mặt đất. Chỉ nghe cái âm thanh bình bịch, cái đầu của Phạm Nhan đã lăn thẳng vào nơi góc sân. Sau đó không hề thấy hắn phản ứng gì nữa. Ở bên này trông thấy cảnh đấy, La Quỷ Nhân thì cũng đâu chịu đứng yên. Mới nương theo hướng thủ cấp của Phạm Nhan rơi xuống, lão nhảy sồ tới, dùng cả hai tay nắm chắc Thuận Thiên kiếm, vận sức chém ngang. Cứ ngỡ là cái đầu của Phạm Nhan sẽ bị lão chém thành hai nửa, nhưng mà sự việc lại diễn ra một cách vô cùng quái dị. Thanh kiếm vừa lướt ngang, lập tức cái đầu của Phạm Nhan đã dính chặt vào thân kiếm, như thể là bôi keo vậy. Lão Quỷ Nhân cực kỳ kinh ngạc, vội vàng quan sát. Lão giật mình bởi vì Phạm Nhan đang dùng hai răng của mình cắn chặt lấy thần kiếm. Hắn mặc kệ thần uy của thần kiếm đang ăn mòn tu vi của mình. Khói đen toát ra ngút trời, đôi mắt hắn trợn ngược đầy man dại. Trông thấy hành động đầy điên cuồng của hắn, Thầy Long vội quát lớn nhắc nhở Lão Quỷ Nhân. Lão quỷ, nhanh buông kiếm, hắn muốn dùng tu vi của mình để tự bạo, kéo lão chết theo. Biết lời nói của Thầy Long là thật, Lão Quỷ Nhân mới vội vàng thả thanh kiếm trong tay, nhanh chóng thối lùi ra phía sau. Phạm Nhan thì sao có thể để cho lão quỷ an toàn rời đi chứ? Hắn mới gào lên. Chậm rồi, hôm nay bản soái có táng mạng ở đây, cũng phải lôi theo một đứa. Lời nói của hắn còn chưa dứt, thủ cấp của hắn mới đầu lớn như quả dừa, nhanh chóng trường dần lên. Da thịt nứt vỡ, như thể người ta đang thổi một quả bóng bay vậy. Rồi điều gì đến cũng đến. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Ầm một cái, đám lá cây bị dư chấn từ vụ nổ thổi tung, bay tán loạn đầy trời. Mấy cái gốc cây trồng quanh nhà bị gió mạnh thổi vào, mây rung lên bần bật. Có gốc nhỏ quá, bật rễ đổ ngang trên mặt đất. Sau một cái quãng thời gian ngắn, khói bụi mới tan đi. Ở trung tâm vụ nổ có hai thân ảnh xuất hiện. Họ chật vật ngã ngồi trên mặt đất. Thầy Long và Lão Quỷ Nhân hồn hển thở lấy thở để, thất khiếu chảy rỉ máu. Hô hấp thêm một lúc lâu nữa, Thầy Long phun một ngụm nước bọt trộn lẫn máu qua một bên, mở miệng chửi. Lão khọm già, sống bao nhiêu năm rồi mà đầu óc vẫn như đứa trẻ. Lão nghĩ hắn sẽ ngồi im chịu lão chém à? Mẹ nó, kiểu gì hắn chẳng có ý định chết chung cho vui. Tiên sư nhà nó chứ, làm sao không biết được hắn có thể giở cái trò như thế chứ. Thôi không nói nữa, ngày hôm nay vận sức quá rồi, toàn thân không có chỗ nào nguyên vẹn nữa. Cái lão dùn đất, phải nhớ trả công cho ta đàng hoàng đấy, không được quên lời hứa đâu. Hey, cái lão mạnh, lão hy sinh cũng không vô ích. Phạm Nhàn đã hoàn toàn bị tiêu diệt rồi. Không muốn làm lão mất hứng đâu, nhưng mà đấy không phải bản thể của hắn, nó chỉ là một quỷ thân mà thôi. Và chương ở làng hồi quan đến đây cũng là kết thúc rồi. Chúng ta đã biết chung cuộc là Bất Cố Thần thì đã không thể nào đánh bại được chùa Hàm Long. Kết quả thì chùa Hàm Long mất một vị sư trụ trì, một cuộc chiến cực kỳ là gay go diễn ra ở ngay chùa Hàm Long. Và một địa điểm khác làm chiến trường nữa, đó chính là sân nhà nhà lão bá. Đây thì là một cái chiến trường nhỏ hơn. Và phe loài người thì đã hoàn toàn chiến thắng giữa các pháp sư, các vị tăng sư và hung thần với cả quỷ. Nhưng mình vẫn nói rồi, thằng Phạm Nhan nó sống dai như là dán luôn, mãi không chết, méo hiểu kiểu gì. Và các bạn xem tập sau, xem những cái phần sau nữa, các bạn sẽ biết tất cả những cái đoạn mấy chục tập mà chúng ta vừa kể là hồi quan ấy, theo timeline của chuyện nó mới diễn ra trong 3 tiếng đồng hồ mà thôi, méo hiểu kiểu gì. Các bạn xem đoạn sau các bạn sẽ biết. Mình thấy hơi tắc mắc là thế méo nào, tôi kể mỗi ngày tôi kể trung bình một video tầm 40 phút đi, tôi kể để phải đến 20 tập rồi, 20 ngày này mới hết con mẹ nó được phần ở làng hồi quan. Thế mà ở trong chuyện mới có 3 tiếng đồng hồ thôi, ngồi ở bên cạnh ao nghe kể cho nhau nghe mới có 3 tiếng thôi. Bây giờ không phải hát cho nhau nghe nữa mà kể cho nhau nghe, thấy khổ vãi cả đồi anh em ạ. Kể dài vãi đái. Và sang cái chương 114 tiếp theo nhá, chúng ta sẽ quay trở lại với làng của ông Tuấn. Và mọi cái chuyện, rất nhiều bạn mong chờ là hết chuyện làng hồi quan đi để quay trở lại xem tiếp tục như nào. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại làng.
Chương 144: Mẫu tử truy tung phủ. Cuối cùng, sau 3 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, kể từ cái lúc chiều cho đến tận sẩm tối, câu chuyện ly kỳ bí ẩn đầy ma mị của làng Hồi Quan trên Bắc Ninh cũng kết thúc. Tụ tập ở bàn đá gần mép ao nghè là nhóm người ông Tuấn, thầy Long, lão quỷ nhân, thầy Đế, thầy Quân và 4 người trong đoàn hát. Tổng cộng là 11 người cả thầy. Nhưng mà người nào người ấy cũng đều suýt xoa không thôi. Không ngờ rằng ngoài thủ cấp của Phạn Nhan ra, lại còn có một trong 48 vị hùng thần thượng cổ, thần trùng thời thần, bất cố thần, Đoàn Huyền Phát, khiến cho gia tộc Trần, pháp sư nhà Lê, đến cả trụ trì Hàm Long tự Nguyễn Mạnh cũng phải hy sinh trong trận chiến kinh thiên động địa đấy. Nhớ về người bằng hữu đã mất, thầy Long và lão quỷ nhân chỉ lặng thinh, không biết là hai người đang nghĩ gì, nhưng ắt hẳn là họ rất đau lòng. Có cái là họ không bộc lộ ra mà thôi. Anh Hưng khi kể về việc trùng tang của dòng họ mình, nước mắt cũng lăn dài trên má. Hóa ra anh chính là cháu của lão bá đánh cá, gọi lão bá bằng bác. Nếu mà không có sự can thiệp kịp thời của trụ trì chùa Hàm Long và các thầy đây, có lẽ bây giờ anh cũng đã bị đám linh trùng bắt mạng, thân xác đang nằm sâu dưới 3 tấc đất. Làm gì có cơ hội mà ngồi đây trò chuyện cùng với mọi người nữa. Nhóm người ông Tuấn nghe xong, trên mặt họ biểu hiện vô cùng phong phú. Ông Bình thì si mê, bác Mộc thì lại kinh sợ, còn riêng ông Tuấn chỉ thừ người ra. Dường như có một cái điều gì đấy còn băn khoăn, ông cứ ngập ngừng mãi, chẳng dám nói ra. Ngồi đối diện ông là thầy Long, nhìn sắc mặt của ông là lạ, thầy Long mới bèn cất lời. Sao thế ông Tuấn, ông có điều gì khó nghĩ à? Thầy Long hỏi trực tiếp như vậy khiến ông giật mình, vô thức đưa tay lên gãi đầu, cười xấu hổ. Ông mới gật đầu rồi đáp. Vâng thưa thầy, quả thật cái câu chuyện trên của thằng cu Hưng quá là ly kỳ, khiến người ta nghe mà si mê, không sao dứt được ra. Nhưng mà tôi vẫn có cái điều khó hiểu. Nếu như lời bất cố thần nói cái thủ cấp ở nơi đấy chỉ là quỷ thân của Phạm Nhan, vậy sao có thầy lại đoán được quan tài quán lại nằm ở dưới ao nghè làng tôi được cơ chứ? Đó là cái điều mà tôi không sao suy luận ra được. Nghe lời này của ông Tuấn, thầy Long mới gật đầu, liếc mắt qua lão quỷ nhân. Lão trông thấy cũng không nói năng nhiều. Lão thò tay vào ngực, móc ra một vật gì đấy đặt xuống bàn uống nước. Những người khác vô cùng hiếu kỳ, vội thò đầu lại gần xem cho kỹ. Trên bàn đá là một lá bùa màu xanh da trời, đang tỏa ra ánh sáng nhẹ nhẹ. Đoạn lão quỷ nhân mở lời. Thằng cô Hưng, xuống ao nghè vốc cho ta một ít nước ao. Tuy là không hiểu lão muốn làm gì, nhưng mà dựa vào cái ơn huệ lão đã cứu giúp dòng họ của mình, đừng nói là múc nước ao, bây giờ bảo anh Hưng nhảy xuống ao, anh cũng sẽ vui lòng nhảy xuống ngay. Chưa đầy 5 phút sau, anh Hưng đã quay trở lại, trong tay là một cái chén nhỏ uống trà. Nhưng thứ chất lỏng nằm trong chén không phải là nước chè, mà chính là nước ao. Lão quỷ nhân nhận lấy cái chén, rồi bằng một hành động khiến mọi người không hiểu đầu cua tai nheo, lão đổ thẳng chén nước xuống tấm bùa. Ấy thế mà kỳ lạ thay, nước ao vừa chảy lên tấm bùa vốn đang tỏa sáng chập chờn, lập tức nó phát ra ánh sáng mạnh mẽ. Dưới không gian sẩm tối của chiều tà, ánh sáng tỏa ra nổi bật hơn bao giờ hết. Nhìn sự lạ đang phát sinh trước mắt, thầy Long mới chậm rãi lên tiếng. Như mọi người cũng đã nghe rồi, hồi nãy cái thằng cu Hưng kể lại vài đoạn bản thân nó không rõ ràng, thì tôi và lão quỷ nhân cũng đã bổ sung rồi đấy. Lá bùa này chính là mẫu tử truy tung phù, được làm bằng bột đá dưới đáy biển. Tấm này là mẫu phù, cái tấm lão quỷ nhân đã dán sau gáy của con ngạ quỷ thì chính là tử phù. Chỉ cần mẫu phù còn, chắc chắn sẽ truy ra được tử phù ở đâu. Chỉ cần hai tấm bùa này ở gần nhau, chúng sẽ tạo ra cái sự liên kết và phản ứng mãnh liệt, thông báo cho chủ nhân biết. Lúc mà lão quỷ nhân kích phát tấm tử phù, dự định sẽ diệt sát con ngạ quỷ, thì Phạm Nhan đã cứu nó một mạng. Sau đấy hắn đã dùng phép thuật giúp nó trốn thoát. Nhưng mà cái điều hắn không ngờ tới
là chỉ cần thân thể bị ngọn lửa này thiêu đốt thì linh hồn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Theo như tôi và lão quỷ nhân suy tính thì rất có thể con ngạ quỷ đã trốn về nơi đặt thân xác thật của Phạm Nhan. Bởi vì khi chúng tôi tác pháp dùng mẫu tử tìm kiếm thì truy ra được phương hướng của làng ta. Đến khi mà đi qua ao nghè thì mẫu phù phản ứng kịch liệt. Dựa vào những cái đầu óc cáo già của Phạm Nhan, rồi việc hắn để quỷ tân thực hiện kế họa thủy đồng dẫn, dẫn dụ sự chú ý của chúng ta lên trên Bắc Ninh, rời xa ao nghè. Tôi và lão quỷ nhân có thể nhận định đến 9 phần 10, cơ thể của hắn đang nằm dưới đáy ao. Chương 145, khảo sát. Từng câu từng chữ của Thầy Long vô cùng rành mạch, dễ hiểu. Mọi người nghe xong ai nấy đều trầm tư suy nghĩ. Thực sự là cái lối lập luận và kết quả suy đoán của Thầy Long và lão quỷ nhân thì vô cùng hợp lý. Mọi sự chỉ có thể là như vậy mà thôi. Thầy Long vừa nói xong, như là sợ thầy có nói thiếu, lão quỷ nhân vội vàng xen vào bổ sung. Không phải 9 phần 10, mà là 10 phần 10, chúng ta dám chắc được quan tài của tên giặc cỏ ấy đang ở đây. Nơi an toàn nhất chính là nơi nguy hiểm nhất, không sai vào đâu được. Và lại các người cũng đã thấy trận chiến diễn ra hồi chiều rồi đấy. Đánh một trận lớn khiến cho Phạm Nhan chột dạ, đến mức hắn phải triệu hồi tứ quỷ đồng mệnh lên là đã đủ hiểu rồi. Nếu mà lời trước của Thầy Long xây nên một cây cầu thì lời này của lão quỷ nhân chẳng khác gì đổ bê tông cho cây cầu ấy vậy. Mọi manh mối có được đều dẫn dắt đến một nơi, ao nghè. Thầy Long mới bưng chén trà lên uống một ngụm, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn xuống dưới ao. Sau một khoảng thời gian dài, máy bơm chạy hết công suất, mực nước ao đã sắp giảm tới đáy rồi. Đặt chén trà xuống, thầy mới quay về phía nhóm người trong đoàn hát, nhẹ nhàng nói: cái việc ơn huệ gì gì đấy, các người không cần phải nói đến nữa. Bảo hộ con dân bá tánh là trách nhiệm nghìn đời nay của Pháp Sư Đại Việt. Không chỉ là pháp môn vạn kiếp hay lê thiên, không phân pháp sư hay tăng sư. Các người chỉ cần biết, miễn là trong huyết quản các người có chung dòng máu con rồng cháu tiên thì nghĩa bất dung từ. Còn bây giờ, nơi đây trong vài canh giờ tới chắc chắn sẽ vô cùng nguy hiểm. Các người tạm thời rời xa nơi đây đi. Chốc nữa nhỡ mà có phát sinh biến cố, chúng ta không tài nào bảo hộ chu toàn được. Biết những cái lời của Thầy Long là thật lòng, mặc dù rất tiếc vì đôi khi sống cả đời cũng không có cơ hội tiếp xúc với những chuyện ly kỳ đến như vậy. Như thể là những cái vị cao nhân đang đứng trước mặt mình, họ sống ở một thế giới khác vậy. Nhóm người trong đoàn hát lấy anh Hưng dẫn đầu thì cũng biết, nếu mà mình cố nải ép xin ở lại thì không giúp ích gì được cho các thầy, mà chỉ trở thành gánh nặng. Họ mới đành cúi đầu bái tạ rồi trở về nhà ông Bình. Sau khi những người ấy rời đi, mọi thứ lại chìm vào trong yên tĩnh. Thầy Long và lão quỷ nhân hai người ngồi khoanh chân, nhắm mắt dưỡng thần, tích sức chờ đợi khi ao nước được bơm cạn, hai người sẽ hành động. Thế rồi thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc đồng hồ đã điểm gần 12 giờ. Càng về khuya trời càng lạnh. Mùa đông năm nay quả không dễ dàng đối với mọi người. Sau khi thiết luật được ban bố, hầu hết dân làng đã lên giường ngủ từ lâu. Chỉ còn lại nhóm người ông Tuấn được các thầy cho phép ở lại sân đình để hỗ trợ. Họ lo liệu việc tắt cạn ao nước. Lại qua thêm một cái khoảng nữa, bác Mộc quan sát ao nghè, ra hiệu cho ông Bình tắt máy bơm. Ông Tuấn tiến đến thông báo cho mấy thầy biết. Cuối cùng ao nước cũng đã được bơm cạn. Lúc này Thầy Long và lão quỷ nhân mở mắt, hai người mới chậm rãi đi xuống dưới ao. Vì ao nước mới được rút cạn cho nên lớp bùn dưới đáy ao vẫn còn rất nhiều. Mặc kệ lớp bùn ẩm ướt dơ bẩn, hai thầy trực tiếp lội xuống dưới, bì bõ một hồi khảo sát tất cả mọi thứ. Thầy Long một đầu, lão quỷ nhân một đầu. Họ dò dẫm từng bước một như thể là đang đo đạc mạch đất. Lâu lâu Thầy Long sẽ dừng lại đôi chút, bấm độn bàn tay mình. Lão quỷ nhân thỉnh thoảng lại thò tay vớt một nắm bùn, đưa lên mũi ngửi, sau đó rồi lại ném xuống. Hai người đi hết một vòng ao lại quay trở về chỗ cũ,
xì xào trao đổi. Cuối cùng như thống nhất được việc gì, họ gật đầu rồi mới quay trở lại lên bờ. Thấy hai người trở lại, ông Tuấn vội vàng hỏi thăm. Vâng, sao rồi hai thầy, tình hình thế nào ạ? Tôi sốt ruột quá, cái lớp bùn dày thế này, không khéo lại phải huy động người làng đào hết đêm mất. Lão quỷ nhân mới tiến đến bên bàn đá, tay cầm ống điếu thuốc lào. Lão rít một hơi dài, nhả khói mịt mù, sau đó lên tiếng trấn an ông Tuấn. Ông không phải lo đâu, không cần đào. Phạm Nhàn hắn đã tốn công phí sức thiết kế như này, ắt là sẽ có đạo lý. Bình thường mộ đạo của hắn chỉ có thể mở từ phía trong, nhưng mà trong các dòng tộc Pháp Sư Đại Việt, làm gì có ai dám vỗ ngực hiểu rõ về phong thủy, âm mạch, mạch đất như nhà Lê chúng tôi. Ông cứ yên tâm đi, tôi và lão dùng đất đã tìm được cách vào rồi, có cái là hơi khó khăn một tí thôi. Đoạn lão hắng giọng vài cái rồi mới quát lớn. Đệ tử pháp môn Lê Thiên tập hợp. Lão vừa hạ lệnh, bên đây thầy Long cũng vẫy tay ra hiệu cho thầy Đế và thầy Quân. Hai thầy cũng nhanh chóng thông báo để đệ tử tộc Trần tập trung. Chương 146, thông báo cuối cùng. Chưa đầy 5 phút sau, hơn 100 môn đồ của hai gia tộc đã tập trung đầy đủ tại sân đình. Vì lão quỷ nhân còn đang bận hút thuốc lào, nên thầy Long là người đứng ra thông báo kế hoạch cho tất cả mọi người. Thầy dùng tay vỗ mạnh vào bàn đá đánh ầm một tiếng để thu hút được sự chú ý của tất cả mọi người. Sau đấy thầy mới chậm rãi hạ lệnh. Tất cả tộc nhân của nhà Trần và nhà Lê nghe cho rõ. Như các người cũng đã biết, dưới đáy cái ao này là mộ địa của Phạm Nhan. Còn Phạm Nhan là kẻ như thế nào thì ta cũng không phải nói thêm nữa. Điều ta muốn các người biết là gì? Ngày hôm nay cho dù ta hoặc lão quỷ nhân có vùi xác ở tại đây, cũng quyết tiêu diệt cho bằng được cái tên giặc bán nước Cẩu Vinh. Máu của bao nhiêu tiên hiền đã đổ vì hắn, máu của bao nhiêu con dân Đại Việt đã chảy do hắn. Còn các người thì sao? Các người liệu có sợ hãi? Các người liệu có thối lui? Nếu hôm nay các người biết mình sẽ chết, liệu các người còn giữ được tấm lòng son sắc với dân tộc, với tổ tiên, với muôn dân? Nói, các người hãy nói cho ta biết. Hơn 100 vị pháp sư đến từ hai gia tộc, không hẹn mà đều đồng thanh gầm lớn. Thà chết không từ, thà chết không từ. Thấy sĩ khí của quân mình được nâng cao, thầy Long mới gật gù hài lòng. Lão quỷ nhân mắt lim dim, miệng vẫn đang nhả khói. Nghe được lời này của thầy Long, lão phì cười, khiến cho thầy Long giận dữ trừng mắt với lão không thôi. Đoạn lão đứng dậy, bẻ khớp tay khớp chân rùm rốp, như thể đang chuẩn bị đánh nhau. Lão quay về phía các vị pháp sư, nở nụ cười gian xảo, âm trầm gằn giọng. Ta không có nói nhiều như cái lão dùn đất, ta chỉ nói mấy câu thôi. Ngày hôm nay cái đứa nào ấy mà để sống dù chỉ là một con cô hồn dã quỷ nhỏ nhoi có liên quan đến Phạm Nhàn, tự chặt đầu xuống, đem đến gặp ta. Còn mà không tự chặt được ấy, ta sẽ đích thân chặt cho. Đừng có trách ta vô tình. Máu và xương cốt của bao tiên hiền đã đổ xuống, đã thấm đẫm mảnh đất này. Tiếng than khóc của muôn dân trăm họ vẫn còn văng vẳng từ ngàn xưa đến nay. Các người làm được thì làm, không làm được thì cũng phải làm. Không chỉ tộc Lê mà cả tộc Trần, các người liệu đã nghe rõ? Không biết là những vị pháp sư ở đây sau khi nghe xong lời lão quỷ nhân cảm thấy thế nào, chứ nhóm người của ông Tuấn đang ngửi được phảng phất có mùi máu tanh. Ba người không dám nhìn vào mắt lão quỷ nhân, bởi mắt lão bây giờ không có thấy lòng trắng đâu. Hai tròng mắt chỉ còn lại lòng đen đặc quánh lại với nhau. Bây giờ thì họ mới hiểu được vì sao biệt hiệu của lão là quỷ nhân. Nhìn lão bây giờ có khác gì quỷ sống đâu cơ chứ. Thầy Long chứng kiến tất cả mọi việc, thầy chỉ biết thở dài. Thầy biết vì sao mà lão lại trở nên như vậy. Từ khi trụ trì chùa Hàm Long hy sinh, trong lòng của lão quỷ nhân xuất hiện cái cảm giác tội lỗi. Lão tự nhận rằng vì lão mượn bộ ván khắc in ấn kinh văn phù giải,
cho nên quỷ thân của Bất Cố Thần mới có cơ hội giáng thế, khiến cho lão trụ trì của chùa Hàm Long phải tự đốt lên Phật hỏa, mất đi tính mạng. Mặc dù vẫn biết đấy là biến cố, người tính thì không bằng trời tính, lão trụ trì cũng sẽ không trách móc vì lão quỷ nhân. Nhưng sự mặc cảm vì kế hoạch của mình gây ra cái chết của người bằng hữu, nó sẽ còn đeo bám lão quỷ nhân cho đến ngày lão lìa đời. Để tránh rối loạn lòng quân, thầy Long vội lên tiếng trấn an đám đồ đệ. Thực ra lần này chúng ta cũng không yêu cầu các ngươi phải lao vào núi đao biển lửa gì. Giống như trận chiến chiều nay, tộc nhân nhà Trần lập trận vòng trong, tộc nhà Lê phụ trách vòng ngoài. Tạm thời vòng trong do Trần Quân chỉ huy, vòng ngoài nghe lệnh của Trần Đế. Khi mà cửa mộ đạo được mở ra, đích thân ta và lão quỷ nhân sẽ xuống dưới đấy, từ nửa đêm cho đến rạng sáng. Nếu ta và lão quỷ nhân còn không trở lại, Trần Đế và Trần Quân lập tức phong ấn cửa ra. Ta đã thông báo cho các vị cao tăng bên Trúc Lâm Yên Tử, nội trong 3 ngày họ sẽ đến trợ chiến. Lệnh được hạ xuống, dưới uy nghiêm của thầy Long và lão quỷ nhân, hai vị tổ sư, kẻ nào dám không theo chứ? Hơn 100 vị pháp sư lập tức rời đi. Dưới sự lãnh đạo của thầy Đế và thầy Quân, họ nhanh chóng bố thành trận pháp. Riêng nhóm người ông Tuấn được hai thầy giữ lại. Khó hiểu, ông Tuấn dò hỏi thử thì thầy Long cho biết rằng trận pháp sắp tới hai thầy bố trí sẽ nghịch đảo âm dương nơi này, âm phần thành dương phần, mà các vị pháp sư khí dương nhiều hơn khí âm. Chỉ có người bình thường như nhóm người ông Tuấn trong cơ thể âm dương mới cân bằng, thích hợp để giúp hai thần ấy làm mắt trận. Chương 147: Bắt đầu thất tinh trận. Thầy Long và lão quỷ nhân chờ tất cả đồ đệ của mình, người nào vào vị trí người nấy, họ lại tiếp tục quay trở về ao nghè để thiết lập pháp trận. Cứ cách mỗi đoạn, lão quỷ nhân sẽ cắm một cây cột đồng xuống. Vị trí mà lão cắm tương ứng với 7 đầu long mạch dưới đáy ao. Thầy Long đi theo hỗ trợ điều chỉnh phương vị. Thầy ngửa mặt lên trời, quan sát chòm sao bắt đầu để mà tham chiếu. Mỗi một cây cột cũng sẽ ứng với một ngôi sao. Như vậy, cột đồng ở giữa làm chất môi giới, chòm sao bắt đầu ở phía trên, long mạch ở phía dưới. Trận pháp này được thầy Long gọi là bắt đầu thất tinh trận. Dựa vào quyền năng các vị tinh tú để mà nghịch đảo âm dương, biến âm phần của người chết thành dương phần của người sống. Ở trên đỉnh mấy cây cột, thầy Long còn cẩn thận dùng cây cước trong suốt buộc chặt, sau đó nối tất cả sợi dây vào một cây cột duy nhất ở vị trí trung tâm. Lão quỷ nhân thì cũng không có rảnh tay. Lão chậm rãi đặt các ngọn nến lên trên cây cột. 7 cây nến ứng với 7 cột đồng. Sau gần nửa tiếng đồng hồ bày bố toàn bộ các pháp khí, nguyên liệu cần thiết, cả hai mới bị bõm lội ngược lại lên bờ. Vừa lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, thầy Long vừa vẫy tay ra hiệu cho nhóm người ông Tuấn lại gần. Chỉ từng cây cột trong trận pháp, thầy bắt đầu dặn dò từng người vô cùng kỹ lưỡng. Như mọi người thấy đấy, trận pháp này vận dụng khí hỗn độn tới vì tinh tú mới mong nghịch đảo được âm dương. Bởi âm dương từ hỗn độn sinh ra, chỉ có hỗn độn mới là bản nguyên của thiên địa. Mỗi một cây cột đều ứng với chòm sao bắt đầu, lần lượt là Phá Quân, Vũ Khúc, Liêm Trinh, Văn Khúc, Tham Lang, Cự Môn và cuối cùng là Lộc Tôn. Tôi và lão quỷ nhân vì tu luyện đạo pháp cho nên người mang khí thuần dương. Chỉ có 3 vị là người thường, chưa từng tu luyện qua bất cứ môn thần thông nào, thì âm dương trong cơ thể mới ở trạng thái cân bằng. Cho nên trận pháp muốn khởi động được thì cần các vị giúp đỡ. Thực ra là để người làng làm thì cũng được thôi. Ấy, 3 vị cũng ít nhiều trải qua những chuyện linh dị, thế giới quan được khai mở, biết trên đời này vẫn có quỷ thần, ác ma tồn tại. Vậy nên định lực, bản tâm cũng vững vàng hơn người khác rất nhiều, thích hợp trợ trận cho chúng tôi hơn. Bây giờ tôi sẽ lần lượt phát cho mỗi người 7 lá bùa. Nhóm này lấy ông Tuấn dẫn đầu nên ông sẽ phụ trách 4 lá, ông Bình và ông Bộc mỗi người 2 lá. Khi mà được lệnh của tôi và lão quỷ nhân, 3 người ngay lập tức phải di chuyển xuống dưới đáy ao để dán bùa lên cột đồng. Dán lần lượt từ ngoài vào trong, tuyệt đối không được để sai sót hoặc dán sai vị trí. Nếu không trận sẽ không thành, mất đi thiên cơ, lại phải chờ đến đêm mai nữa. Ngoài ra trong cái quá trình di chuyển, chúng tôi nói dừng lập tức phải dừng, bảo đi là phải nhanh chóng đi ngay.
Các vị đã hiểu chưa? Còn điều gì thắc mắc không? Chúng ta cần phải rõ ràng ngay ban đầu, tránh sai sót lúc sau. Từng câu từng chữ mà thầy Long nói ra, mấy người nhóm ông Tuấn đều nghe rõ mồn một. Người nào người nấy đều đổ mồ hôi tay, vì họ biết rằng đang có trọng trách vô cùng lớn đè lên đôi vai của mình. Dặn đi dặn lại đến mấy lần liền, thấy họ không còn điều gì thắc mắc nữa, lúc này thầy Long mới yên tâm phân phát 7 tấm bùa cho mọi người. Lão quỷ nhân suốt từ nãy đến giờ vẫn hai tay chắp sau mông, mắt ngước lên trời quan sát. Đoạn lão quay sang nhắc nhở thầy Long: đúng 12 giờ 30 phút rồi, tiến hành đi, đừng có bỏ lỡ tiên cơ. Thầy Long cũng gật đầu, đánh mặt về phía nhóm người ông Tuấn, rồi trầm giọng: bắt đầu. Cả ba người lập tức lội bỉ bõm xuống ao, mắt quan sát phía trước, nhưng mà đầu vẫn nghiêng sang một bên để nghe lời thầy Long phía sau. Lão quỷ nhân hai mắt lấp lánh trong đêm, cẩn thận từng ly từng tí nhìn ngắm chòm sao, hai mí mắt không cả dám nháy lấy một lần. Giọng của lão vang lên đều đều: phá quần hiện, vũ khúc tỏa. Thầy Long bên này cũng chăm chú lắng nghe, vội thông báo cho nhóm của ông Tuấn: ông Bình đi trước, tiến về cây cột đồng đầu tiên. Ông Mộc theo sau, cách nhau 3 bước chân. Ông Tuấn thì giữ nguyên vị trí cũ. Ông Bình nghe được lập tức di chuyển, vì bùn khá là dày nên bước đi cũng khó khăn, nhưng ông không dám phàn nàn lấy một câu, trong đầu lẩm nhẩm số bước của mình. Đến khi áp sát được cây cột đồng đầu tiên, chỉ cần đưa tay là ông dán được phù, ông mới dừng lại. Sau lưng cũng vang lên tiếng bước chân của bác Mộc. Giọng của lão quỷ nhân gấp gáp vang lên: được, phá quân vẫn hiện. Thầy Long lập tức lên tiếng: ông Bình nhanh dán phù đi. Ông Mộc di chuyển sang cây cột đồng thứ hai. Sau khi ông Bình dán xong, rời sang cây cột đồng thứ ba. Nhớ là ông Bình phải di chuyển sau ông Mộc, khoảng cách cũng phải đủ 3 bước chân đấy. Ông Bình nhanh chóng làm theo. Lá phù vừa được dán lên cột đồng, kỳ lạ thay cả cây cột phát ra ánh sáng trắng mờ mờ. Ngọn nến trên đỉnh cây cột không chờ người ta đốt đã tự bốc cháy ra cái ngọn lửa màu trắng ngà. Và tập này đến đây là hết rồi. Cũng phê phết anh em ạ. Cái đoạn mà dán cột này chúng ta vừa nghe vừa xem, chúng ta vừa tưởng tượng trong đầu. Có nghĩa là ba người 7 cây cột đồng đã được cắm trong ao rồi, ứng với vị trí của thất tình bắt đầu trận. Và ba người thường phải lần lượt dán theo đúng cái lời gọi và lời chỉ dẫn của hai ông thầy pháp. Và vô cùng là hấp dẫn đúng không nào? Có nhiều bạn thì mình đọc bình luận thì có hỏi là cái ao nghè sao tát mãi mà chưa xong nước. Thì đây, câu trả lời của các bạn là đã tát xong nước rồi đây. Mình nói qua một chút cái timeline câu chuyện nhá. Tất cả những cái đoạn làng hồi quan ấy, chúng ta đã nghe mấy chục tập, 20 tập ở phần 3 này. Tất cả cái đoạn làng hồi quan diễn ra chỉ trong 3 tiếng đồng hồ. Có nghĩa là từ trong lúc sẩm tối cho đến gần giữa đêm thôi. Và bây giờ thì là đêm, đúng 12 giờ thì bắt đầu là lập trận và bắt lấy thân xác của Phạm Nhan. Vậy thì có ai chết ai hy sinh không? Có một số bạn đã spoil ở trong phần bình luận. Rất là tiếc những cái bạn đấy làm mọi người xem mất hứng cực kỳ luôn đấy. Và hãy cùng đón xem tập tiếp theo nhé. Video này đến đây thì cũng đã hết rồi. Đừng quên like và thêm vào đó là nhớ subscribe Đảo Kinh Dị nhá. Nhấn thêm cả vào cái chuông nữa để được nhận thông báo mới nhất về kênh của mình. Chân thành cảm ơn anh em.